Thì nút trắng là tắt mà nút vàng là kích hoạt nha các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi nè. Bây giờ mình sẽ kích hoạt lên thử nè. Đó, đỉnh không, đỉnh không? Đó, ghê không? Đó, có tiếng luôn các bạn. Đó, ghê không, ghê không? Các bạn biết không, có tiếng luôn á, hay ghê không? Đến với một video mới trên kênh của Shadow Official về Mini World và Lost. Trước khi vào video này, các bạn đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh YouTube của Shadow Official để Shadow có được mời các bạn những video hay hơn. Và cũng đừng quên ấn vào chuông thông báo kế bên để đăng ký để nhận thông báo về video mới nhất của Shadow nha. Và nếu bạn nào là fan của Shadow, người ủng hộ của Shadow, là subscriber của Shadow, thì các bạn hãy để lại một bình luận về những câu hỏi mà các bạn muốn trả lời trong series bất cứ cái chuyện hoặc là những cái thử thách mà các bạn muốn làm trong những video tiếp theo, hoặc ít nhất các bạn có xem video này mà các bạn lười một xíu á, thì các bạn hãy để lại một bình luận vào hoặc chấm một cái trên để các bạn đã xem nha. Và điều thứ hai là nếu các bạn thích video này, là người ủng hộ của Shadow, thì các bạn đừng quên chia sẻ cái video này lên trên Facebook để cho nhiều người hơn cùng biết với Siro nha. Và điều thứ ba, nếu các bạn là fan nhân dân của Siro thì các bạn hãy xem hết video này từ đầu đến cuối mà không thua đoạn nào. Nhớ nha, là không thua đoạn nào nha các bạn ơi. Và còn một điều nữa giúp cho các bạn có thể nhận được tim và like của Siro, đó là gì các bạn nhớ không nè? Fan chân chính của Siro chắc chắn sẽ nhớ luôn. Và bạn nào mà nhớ cái điều này thì các bạn hãy để lại một comment phía bên dưới để cho những người nào người ta quên, người ta có thể nhớ lại nha. Và đồng thời thì các bạn cũng nhớ thực hiện luôn cái điều này để chứng tỏ các bạn là fan chân chính của Siro nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì các bạn thấy cái phong cảnh quen thuộc không? Wow, vâng, và đây vẫn tiếp tục là trường học Hero Team của chúng ta các bạn ơi. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với một cái chủ đề liên quan đến cái trường học Hero Team nữa. Thì như hồi trước các bạn biết là mình đã có làm một cái hệ thống an ninh bảo mật tối cao. À không, chưa tối cao các bạn, chỉ là một cái hệ thống an ninh bình thường thôi cho cái game Minh Hào của mình. Đó, và ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện thêm một cái bảo mật an ninh nữa. Tuy nhiên, nó sẽ là một cái bảo mật an ninh tối thượng các bạn. Nó còn tối thượng hơn cái hệ thống camera bên kia nữa. Dăm ba cái camera bên kia không là cái gì cái này hết. Bên đây là không cần camera, nhưng mà chỉ cần bật cái này lên thôi là nó trở thành tối thượng các bạn. Ăn trộm, ăn cướp, hiểu không? Bà bầu á, hài lòng. Ăn trộm, ăn cướp, siêu đạo chết đồ là không thể nào mà có thể đi vào trong đây, mặc dù là không cần ai giám sát. Đó, ghê không, ghê không? Và ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái đó là nâng cấp hệ thống an ninh siêu tối thượng, tối cao, tối mật, tối hậu, tối gì nữa thì không biết, nói chung là trời sáng không có tối được đó. Nói chung là nó nhiều cái tối lắm cho cái trường học của Hero Team của bọn mình đó. Và ok, thì nói chung là mình chắc cũng không chuẩn bị nhiều gì đâu, chủ yếu ngày hôm nay là chúng ta chỉ làm liên quan đến trigger thôi. Và có một cái thì mình cần xây một chút, đó là mình sẽ xây một cây súng nho nhỏ bên đây nè, nên là các bạn cho phép mình chuẩn bị lock một xíu nha. Và mình đã chuẩn bị xong cái lock để mình có thể thực hiện cái để xây súng mà các bạn ơi. Và trước tiên á, thì mình sẽ đào một cái nho nhỏ bên đây nè. Thì theo cái ý tưởng của mình á, là mình sẽ để ở trong phòng bảo vệ hai cái nút các bạn. Tức là ban đêm á, ở trường này á, mà mình cho gọi là bảo vệ ở trong đây á, thì gọi là quá cực cho mấy bác bảo vệ. Các bạn thấy cực cho mấy bác bảo vệ không? Đó, mình thì mình thấy mấy bác bảo vệ mà trực đêm á, mình rất là tội luôn. Tại vì mấy bác già lắm cẩm rồi, mà mấy bác còn phải gọi là đi làm đêm làm hôm nữa, rất là mệt. Và nhiều khi á, mấy bác kiểu có nhiều bác già quá các bạn, và đi làm á, ăn trộm ăn cướp vô gì mấy bác đâu có đỡ đâu, đúng không? Đó, nên là mình quyết định là sẽ xây một cái hệ thống gọi là phòng thủ tự động luôn đó. Thằng nào mà bước qua cái cổng trường Hero này mà không có giấy xác nhận ha, mình sẽ cho một cái súng ở trên đây, bắt nó lại, giam nó vô tù luôn các bạn ơi. Đó, mà cái súng này á, sau này á, mình sẽ làm một cái hệ thống, đó là chỉ cần bị bắn một cái là chúng ta sẽ bị biến vào nhà tù của Hero Team các bạn ơi. Và nhà tù của Hero Team ở đâu hả? Thì mình chưa có xây. Nếu như mà cái video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ xây dựng một cái nhà tù cho cái làng Hero Team của bọn mình. Và cái nhà tù này cực kỳ đặc biệt nha các bạn ơi. Nhớ nha, là 10.000 like, và đồng thời các bạn hãy comment phím gọi là nhà tù Hero Team ở bên dưới để cho mình biết nha. Thì cái nhà tù này mình chia sẻ một số cái tính năng của nó, đó là chỉ cần một thành viên ở trong Hero Team mà gọi là lì lì á các bạn. Mỗi lần vô quay video mấy thành viên Hero Team hay quậy lắm, người ta hay quánh nhau lùm hết trơn á, nên là mình sẽ xây dựng cái nhà tù này để khi nào mà cái thành viên nào vô quay video mà không có lì mà lì á, mà không có ngoan á, mà đi đánh cái thành viên khác á, mà để cho các thành viên khác chết hay là mất mạng á, thì sẽ tự động tống vào tù, hiểu không? 3 phút sau mới thả ra cho quay video tiếp đó, cho tốn thời gian chơi đó các bạn. Nếu các bạn thích mình làm cái này thì các bạn hãy để là comment phím số comment là nhà tù Hero Team, đồng thời để cho video này lên được 10.000 like nha. Ok đó, và cái súng này thì nó sẽ cũng có cái chức năng tương tự với các bạn, nhưng mà mình sẽ làm cho nó một cái chức năng, đó là
bắn trúng mai một cái là hả, là người đó biến vô nhà tù tầm khoảng ngồi là mấy chục phút luôn hoặc là mấy ngày luôn đó. Nhưng mà cái này thì chắc để lần sau đi, tại vì hiện tại là mình chưa có khởi công xây dựng nhà tù được, nên là hiện tại là mình chỉ xây dựng một cái súng nhỏ nhỏ thôi. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đập nốt cái lớp đất này ra cái đã. Mình nghĩ chắc là sẽ cao tầm khoảng xuống dưới một xíu. Ok, hơi sầu đấy. A few minutes later. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã đào được một cái hố sâu thì là sâu và to thì là to nè các bạn ơi. Đồng thời cũng sẵn tiện mình đắp thêm cho nó một cái lớp nè. Các bạn thấy không? Đây là gọi là, người ta gọi là lớp fan đó. À đùa thôi, đây là một cái lớp cỏ nhân tạo, cỏ là giả thôi các bạn. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ ok, bây giờ thì mình sẽ là xây một cái súng mini nhỏ nhỏ đây các bạn. Đó, một cái súng nhỏ nhỏ thôi. Tại vì ở đây là một cái súng để bảo vệ trường học và bắt những tên trộm, những tên cướp vào trường để trộm cướp thôi. Nên là mình mà xây to quá nó phá nát trường nữa. Không khéo là cái tiền gọi là để tu sửa hay là để gọi là bù đắp vô những cái tổn thất của trường nó còn nhiều hơn gọi là cái tiền gọi là bị cướp nữa là chết tôi luôn á. Nên là tôi phải xây nó cẩn thận tí các bạn. Đó. Và cái súng này thì mình sẽ xây cho nó gọi là nó giống giống thiệt thiệt xíu. Đó, mình sẽ xây cho nó từ từ. Đây mình sẽ xây cho nó như thế này. Đó, ok, mình xây như thế này. Và mình sẽ xây một cái nòng của nó cho nó đi lên một chút. Đây, như thế này. Đây. Ok, mình sẽ xây cho nó một cái nòng lên một xíu như thế này. Đấy, ok. Rồi. Ok, đây, như thế này. Đó, ok, màu đỏ nè. Đấy. Mình không biết xây gì đúng không ta? Thôi, xây cho nó hai ô các bạn. Xây này số bị chẳng nên nó hơi xấu một xíu, mọi người thông cảm nha. Rồi bây giờ mình sẽ xây cho nó một cái cột màu đen lên. Đó, ok. Rồi lên tới đây thôi là mình sẽ tập này đi, cho nó một cái nòng màu vàng. Đó, nòng màu vàng này là cái nòng của Mr. Dịch nè mấy bạn, thấy không? Đó, cái nòng màu vàng là nòng của Mr. Dịch đó, màu gọi là màu của kích đấy. Ok. Đây, mình sẽ đập cái này đi. Rồi, ok, xong rồi chúng ta đã xong cái súng rồi. Súng nó si đa vậy. Này như thế này. Đó, súng hơi si đa một xíu mà mọi người thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ test thử coi máy này chạy được không nha. Tinh. Đó, nó sẽ đưa cái súng lên như thế này. Đó, và lên tới đây rồi nó sẽ xoay cái súng ra. Từ từ. Đây nó sẽ xoay cái súng ra nè. Đó, xoay ra như thế này. Và hỡi bất kỳ ai mà gọi là có cái động thái gọi là đi vô trộm cướp hỡi là cái súng này nó chỉ vô mặt rồi nó để bắn, thấy không? Mặc dù bây giờ nó hơi si đa một xíu nhưng mà không sao, sau này mình sẽ trigger lại cho nó thành một cái súng xịn sò, có thể theo dõi được bất kỳ mục tiêu nè các bạn. Súng giờ là súng si đa rồi, ok, mà không sao, mình sẽ biết đó mình làm sao đi. Tại vì trong video ngày hôm nay chủ yếu là cái phần sao sao thôi, cái phần đầu này nó vẫn chưa phải gọi là tất cả đâu các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ lắp cái cỏ lại nè. Đây, ok. Bây giờ mình sẽ lắp cái cỏ lại. Trước tiên mình phải đánh dấu trước với ba. Mình không đánh dấu xíu nên mình quên là cái chỗ này chỗ nào là chết tôi luôn á. Đây, mình cần một cái khối sao chép. Ok, rồi bây giờ mình sẽ lắp cái phần cỏ này lại. Tinh. Đó, ok. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng nhất ở trong video ngày hôm nay. Thì đó là cái phần trigger. Tuy nhiên cái phần trigger này thì mình sẽ không để cho nó lộ ra đâu. Và nếu bạn nào mà muốn là mình chỉ cho các bạn cái trigger này thì nhớ để cho video này được 15.000 like nha. Và nhớ để với các tag là hướng dẫn trigger nha các bạn ơi. Ok, và bây giờ thì cho phép mình đi chuẩn bị trigger xíu nha. Ta-da! Và cuối cùng mình cũng đã thiết lập xong cái hệ thống an ninh tối thượng, tối cao, tối hậu, tối không sáng trong cái trường học của làng Hero Team mình nè các bạn ơi. Các bạn nhìn xung quanh trường mình nè. Đó, bây giờ xung quanh trường toàn là trigger luôn, toàn là khu vực với vị trí không luôn nè. Và bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu một bước quan trọng nữa thôi, đó là cái bước đặt những cái nút này ra các bạn. Đó, những cái nút là những cái rất là quan trọng để chúng ta có thể tắt và mở được hệ thống an ninh này nha. Thì mình sẽ đặt nó trong phòng bảo vệ, để trong bảo vệ gọi là kiểm soát cái việc này nha các bạn ơi. Mình sẽ đặt cái nút trắng bên đây và nút vàng bên đây. Thì nút trắng là tắt và nút vàng là kích hoạt nha các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi nè. Bây giờ mình sẽ kích hoạt lên thử nè. Đó, đỉnh không, đỉnh không? Đó, ghê không? Đó, có tiếng luôn các bạn. Đó, ghê không? Các bạn biết không, có tiếng luôn á, thấy ghê không? Đây là hệ thống an ninh tối thượng, tối cao, tối hậu, tối không sáng của trường học làng Hero Team đó các bạn ơi. Nè, mình cho các bạn coi nè nha. Thì khi mà chúng ta kích hoạt cái này lên xong á, thì xung quanh trường học Hero Team tất cả những gì bằng kính sẽ bị rào hết lại thành những cái khung sắt như thế này, để cho ăn trộm người ta không có ném đá vào để gọi là đi vô trong được. Đó, thấy không? Rào hết lại chỗ này nè.
Và ở bên trong là một hệ thống camera cực kỳ tối cao các bạn ơi. Đồng thời á, là sau này nếu như mà có phát triển lên hơn mà là có nhiều ăn trộm hơn á, kiểu như là Phong Cận hay là Kairon mà lỡ mai mốt mà có đi gọi là đi ăn trộm trong làng mình á, thì mình sẽ làm thêm một cái hầm trú ngụ cho cái trường học này đó các bạn. Tức là cái hầm trú cẩn cấp cho học sinh á, chỉ cần bấm cái nút cái học sinh sẽ chuyển xuống hết hầm đó, về sẽ an toàn hơn. Và khi mà chúng ta bật cái này lên thì cây súng nó sẽ nhồi lên nè các bạn không đó, hấp dẫn hấp dẫn không. Và ở đây thì chúng ta sẽ chặn cái cổng này luôn các bạn. Đây họ làm hoàn toàn bằng thép siêu bền nha các bạn ơi. Thép này là mình đã phải đi lặn lội đường xá xa xôi ra tận chợ Kim Biên mua với giá 5.000 một ký về để mình làm cho cái trường học của mình nè các bạn. Thấy ghê không? Thì cái khung thép này mình biết đâu đó hình như là nó nặng tầm khoảng 10 ký, tức là mình tốn tầm khoảng 50.000 để mình mua được cái thùng khung thép này để về chặn trộm mấy các bạn. Thấy ghê không đó, cực kỳ chắc chắn luôn nha. Và chúng ta để như thế này thì ăn trộm không bao giờ vô được luôn, mà có vô được đi chăng nữa thì nhiệm vụ của bảo vệ là đuổi nó ra. Nó là tội nghiệp bảo vệ vậy thôi, chứ cái hệ thống an ninh tối thượng tối cao tối hậu này rồi mà nó còn vô được nữa thì cái nhiệm vụ của bảo vệ là sẽ vô cầm cây dí nó ra thôi. Mà nó ra không được nữa thì bắt nó lên công an phường, công an xã gì đó để còng đầu nó lại cho nó ở ngồi chỉnh vài ngày chơi vui hút trà hen. Rồi ok rồi, và bây giờ chúng ta sẽ test thử cái gọi là kết thúc nha. Nè, kết thúc thì không có tiếng các bạn, kết thúc thì lặng lặng đó, cất súng lại nè đó, thấy chưa, đỉnh cao không đó, mất cổng nè đó, và tất cả những gì của môi trường trả lại nguyên vẹn nè. Ý bên đây hình như mình thiếu rồi à, thôi kệ đi các bạn đó, thấy chưa, nguyên vẹn của ngôi trường như ban đầu, như thuở gọi là sơ khai luôn đó. Các bạn thấy ghê không, đây là cái chiếc gờ mà gọi là mình phải nghĩ nát óc mới ra được các bạn. Thật ra cũng không nát óc lắm đâu, mình suy nghĩ trong khoảng 15 phút là ra mẹ cái chiếc gờ này rồi. Ok, thì giờ các bạn nào thấy cái chiếc gờ này gọi là cái an ninh nó tối thượng tối cao tối hậu không, mặc dù nó chỉ chặn đường cho ăn trộm khỏi vô thôi, nhưng mà mẹ thằng ăn trộm nào mà gọi là muốn đột nhập vô chuồng của mình á, nó cũng phải suy nghĩ đến cái nước gọi là bẻ song sắt hiểu không, đặt thép in hiểu không. Mà còn một cái rất là quan trọng là phải vượt qua ông bảo vệ và cái súng bắt tù nhân của mình đó đó. Và bạn nào thấy cái chiếc gờ này hay thì các bạn hãy để lại một comment là comment gì ta, comment là thiết bị an ninh tối thượng đó. Và nhớ là like video này để cho tôi có thêm thu nhập sống hàng ngày nha các bạn ơi. Ok thì video đó đây là kết rồi, nếu các bạn thấy video này đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh cũng như là episode để xin được con đời mà cầm nhiều video hay không. Và cũng đừng quên là nếu video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ xây dựng một cái nhà tù cho cái làng của Hero Team nha các bạn ơi. Và ok thì nếu bạn nào là fan của Đô, người hộp của Đô là subscribe bấm Shiro, hay các bạn làm tất cả điều trên tương tự với các việc lại trong Hero Team gồm có Timmy, Simmy, Sammy, Kamui, Kairo, Mr. Dịch và Phong Cận nha. Và bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp. Bye bye.